Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi người dân tộc thiểu số phải nhập viện do vắt rừng ký sinh trong đường thở. Gần đây nhất là bệnh nhi 11 tuổi trú tại huyện Kỳ Sơn. Trẻ nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, khó thở, thỉnh thoảng thì có khạc ra máu. Gia đình cho biết khoảng 2 tháng trước bệnh nhi có uống nước ở suối. Sau khi trở về nhà thì trẻ ho nhiều, thỉnh thoảng có ho ra máu và khàn tiếng. Tại bệnh viện qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện có một dị vật ký sinh trong đường thở của bệnh nhi và ngay lập tức ekip đã tiến hành nội soi gấp một con vắt rừng ra khỏi đường thở của trẻ. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân khiến con vắt có thể chui được vào cơ thể là thói quen sử dụng trực tiếp nguồn nước suối để ăn uống sinh hoạt của nhiều gia đình. Nếu không được xử lý kịp thời thì con vắt ngày càng to gây nghẽn khí quản, suy hô hấp để kéo dài có thể dẫn tới tử vong. Do vậy các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu bất thường về đường thở thì người dân cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám để phát hiện và gấp ra kịp thời.